Trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Little much chill. Mình đã đi cầu màu xong nha các bạn.
chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Kỳ ạ. Ôm mồm mồm vào chơi xong rồi. Thằng Long đang trong trận đây. Về gì? Về làm gì cái nhà đấy? Đánh con tôm lưỡi bố ngoài trâu và đánh mái vào trong. Lại nó được một lại nó em vọt nó vào chỗ ơi. Nó không tới. Cứ khôn, cũng khôn chứ phải nó đứng ở chỗ và gần chỗ mãi đâu. Em đi rừng em xanh thế mà em không ăn được thằng này. Em không đi rừng. Đi tốt mà. Thề luôn. Chẳng nhé em, chẳng nhanh lại chỉ địch mẹ. Em ăn đi tốt mà. Thì tốt bao nhiêu con khỏe không mang, mang con Enzo. Đúng đỡ. Thì ban đầu là thằng cái thằng Barai. Em thấy nó đi đường kia thì em hỏi chân trước các thứ Barai mà lên. Thì là sẽ tiếp tục mọi người. Đấy, bắt lẻ lên này. Đang đi về, hai thằng mới em đọc này. Thì thả. Nó thì hết né rồi. Không thôi đưa đây nhảy nhau. Không. Anh đánh cháy như lửa chùa. Cháy cái gì? Mấy pha thế thì anh sẽ cháy đánh trời. Mấy cái pha nhưng bất lẽ thế thì cháy đánh trời. Cháy phi phai mắc này. Không hiểu sao. Team đến là giữa mà thế nào để nó móc móc cái đường mùa xanh nhà mình lên nó bắt vậy. Anh lấy cái này đi thắng trở gì anh? Đâu. Thôi kiếm không bị kiếm đi. Đi đâu? Đi viện với bà là gì nhỉ? Nó đi viện với bà. Đó, đọc thì mặt thì trục. Đó, đi. Mày đọc sai này, đọc được. Đưa đây. Mặt thì mặt quẹt à? Đưa đây, đi đây mà. Đi đây. Qua bọn anh mà không đi. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Không, đánh nó đi. Đưa đây. Đưa đây. Trên đấy có cái nghề kia bệnh viện. Ôi mẹ. Xuân Sang. Ôi bị cái ép đó đã chết thì thôi nó lại cái cái ép của mình luôn bây giờ không đi và đấy là em cùng chết với nó nha. Ừ, cùng chết với nó anh chồng và dài lên không cả hai mắt. Thế nhưng mà em biết chơi không đấy? Không không biết chơi. Và tiết tay mình. Thôi đưa đây thì anh lật kèo. Thách anh lật được. Cái DA tổng là bao nhiêu? 14-24. 14-24. Ôi trời ơi. Em giữ 4 rồi. Đường AD của mình thì là mình làm được một đường ở đây. Vậy là mình đã đi tổng 1 xong nếu bạn nhé. Cho mình xin một like đăng ký kênh.